Cảm ơn quý vị đến với kênh Tuyệt Đỉnh Đá Cầu, kênh Đá Cầu và Cầu Mây. Xin mời quý vị chúng ta xem trận giao hữu giữa câu lạc bộ Thành Nam và câu lạc bộ Chí Linh. Và đội hình ra sân ngày hôm nay là Tống Giang, Vương Minh của Thành Nam sẽ gặp Trần Mạnh Hùng. Với ai đây em ơi? Hùng ơi, gặp ai đấy? Bạn với ai? Quân Cun à? Em là ai? Ở đấy là câu lạc bộ Chí Linh. Ok. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rất hay. Đúng không?